em nhá. Bắt đầu mình sẽ làm chiếc xe của anh trai này. Xe của anh trai thì vừa mới lấy xong 200 triệu anh em nhá. Con này là xe Hyundai 1 tấn 25 Bắc Việt. Đó, có anh em chạy Bắc Việt thì anh em không lạ gì. Chiếc xe này một trong những chiếc xe rất là tuyệt chủng luôn. Nói về tuyệt chủng có nghĩa là sao? Xe đẹp như này rất là khó trên thị trường. Anh ấy vừa lấy 200 triệu anh em nhá. Xe này là xe chính chủ luôn. Bác ấy lấy lại của chính chủ, có nghĩa là cùng anh em trong ngành chở nhôm với nhau. Đấy, xe này thùng thùng rất là dài, 4m3 hay 4m5 gì đấy anh em ạ. Đấy, hiện tại thì đang bán là đang vừa mua xong gần 200 triệu. Nói chung là xịt soát làm những linh tinh cũng tầm 200 triệu anh em. Cho nó nhanh đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ làm cho đồ chơi tí, mình sẽ review qua cho anh em chiếc xe này của bác ấy nhá. Dàn cái gọi là cánh tiên anh em nhá. Cái này là cánh tiên lửa. Đấy, đây các bạn. Đây mình sẽ quay bạn xem qua cánh tiên lửa các bạn này. Đấy, đây. Cái này thì rất là đơn giản thôi, form thì rất là nhiều mẫu. Thì dán rất là ok luôn anh em nhé. Đây các bạn nhìn này, cái này nó dán đúng là logo luôn. Trung toàn chéo hết đây Trung. Trung toàn chéo hết lên đấy. Đấy đúng rồi. Đấy không phải sang các bạn này. Đây đi em, ẩn quen em bằng nhau. Vâng, anh quen em bằng nhau. Từ từ Trung lên, từ từ ấn. Đây ấn một giấy này. Các bạn này R13 các bạn nhé. Cốt mâm R13, vào hơi lặng luôn. Công thì lắp xong cho anh trai chiếc xe Hyundai 1 tấn 25 anh em nhé, Bắc Việt. Đấy, ốp ít đồ chơi các bạn này. Đó, ok cho anh em. Có cho anh em nếu ủng hộ mình nhá. À, có bấm sau, chắn mùi thái. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Có cho anh em nếu ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978223388. Cảm ơn anh em rất nhiều.